Vâng, xin chào tất cả anh chị đã trở lại với Xe Đam Mê, có địa chỉ tại số 3 Đơn Định, thành phố Hải Dương. Và tất cả chúng ta đều biết đến nước Pháp nổi tiếng với tháp Eiffel, nhưng trên thị trường Việt Nam thì chúng ta biết đến xe Bozo đó. Một cái loại xe mà cực kỳ bền bỉ và đến bây giờ thì nó vẫn là một cái dòng xe hoài cổ cực kỳ có giá trị, càng để lâu càng có giá. Thì Trường Hải cũng mang cái thương hiệu từ Paris đến cho chúng ta, đó là một chiếc Bozo đến từ nước Pháp. Một chiếc xe có giá trị 1 tỷ đồng nhưng bây giờ giá gần như chỉ còn một nửa. Xe còn mới tinh các bạn nhé, một chủ từ đầu mà đi được có 4 vạn km thôi. Nó còn mới, đang chạy sốt đa. Vậy thì chúng ta khám phá một cái mẫu xe sang trọng và đẳng cấp đến từ nước Pháp. Cái biểu tượng của tháp Eiffel thực sự có mang lại cho chúng ta những cái điều sang trọng và đẳng cấp của châu Âu hay không? Thì xin mời các anh chị chúng ta đi vào phần chi tiết của chiếc xe. Chúng ta chỉ nhìn cái bản táp lô cánh cửa thôi thì đúng là nó là chất châu Âu rồi. Đấy, chất cổ, những cái gì cao quý nhất của hàng đầu thế giới thì đây. Các bác có thể thấy rằng chúng ta xem rất nhiều các mẫu xe trên thị trường Việt Nam, nhưng ở Bozo thì nó hoàn toàn mang đến những cái dòng chảy, những cái sự thiết kế hoài cổ nhưng cực kỳ đẹp mắt và cao cấp. Nhìn cái bản táp ni cánh cửa thôi, các anh chị đã thấy rồi, nó khác biệt, được dành tất cả những cái vật liệu cao cấp nhất mang đến cho chiếc xe này. Các bác chỉ cần nhìn đây thôi, nó là nhôm nguyên khối, vàng nhôm phay nguyên khối cực kỳ cao cấp và đẳng cấp đây. Các bác nhìn này, và tất cả đây là chất liệu da. Đấy, nó là da cao cấp nhá, đó, phải nói là tuyệt vời luôn. Và dàn âm thanh thì cực kỳ hay rồi. Nó là thương hiệu của châu Âu mà, nói về nước Pháp thì nó nhiều cái thú vị và nổi tiếng, nhưng đặc biệt Bozo Pháp thì nó quá nổi tiếng rồi, từ cái thời Pháp đến nay hàng trăm năm rồi, nhưng nó vẫn mang những cái gì thực sự là quý giá. Các bạn có thể thấy đấy, từ cái ô cánh cửa này, từ cái sự thiết kế của bản táp ni, khi chúng ta bước vào lần đầu tiên đã thấy nó xịn sò rồi. Con này thì báo cáo với các bác là sơn zin gần như 100%. Đây, chủ lữ, một chủ từ đầu, lúc mua mới nó có giá trị khoảng nhích trên 1 tỷ một chút, nhưng ngày hôm nay nó chạy mới 4 vạn km thôi, nó còn như mới tinh đập hồ trong hãng, nhưng nó rẻ gần như đi một nửa rồi. Vậy thì chỉ trên một chiếc i10 một chút, nhưng nó mang lại cho chúng ta cái giá trị và đẳng cấp khác nhau. Các bác có thể thấy là cái ghế thôi, cần cái ghế ngồi thôi cũng đẳng cấp rồi, cực kỳ đẳng cấp, chứ không nói một từ đẳng cấp nữa. Và chúng ta có thể thấy độ dày của ghế này, độ ôm của ghế này, và cái này là có sấy hai ghế trước này. Đấy, đi mùa đông thì cứ ấm nệm thôi. Và cái tư thế ghế đây cực kỳ ôm và cao cấp, với chất liệu là cao cấp nhất rồi. Đây ạ, đúng là Pháp, đúng không ạ? Một cái thương hiệu. Và những cái ghế ngồi đều có túi khí an toàn. Về tiêu chuẩn châu Âu thì các bác biết rồi, cái độ an toàn người ta đặt lên hàng đầu để bảo vệ tính mạng con người, thì cái điều này nó có thừa rồi. Đấy, đúng không ạ? Đấy, nhìn cái ghế thôi đã sang chảnh và đẳng cấp rồi. Đấy, sự khác biệt một chiếc Bozo, và trên thị trường Việt Nam nó không có nhiều vì giá trị xe nó rất là cao. Cái này thì có trang bị rất nhiều cái tính năng, chẳng hạn như ga tự động cruise control, đèn auto và tất cả là full LED các bác nhé. Động cơ 1.6 đấy, đây này, rất nhiều cái chế độ trong trơn trong trượt, cân bằng điện tử và chế độ lái, chế độ cảnh báo, rồi rất nhiều, rất nhiều cái tính năng đó. Và đây nữa, các bác nhìn cái bản táp nô thôi, táp ni đã đẹp rồi, nhưng táp nô nó không kém cạnh đâu, nó quá cao cấp, toàn vật liệu cao cấp, và phải nói rằng sinh động với sự thiết kế cực kỳ là hiện đại. Đấy, cũng là nhôm nguyên khối này. Đấy, các bác nhé, và cửa gió điều hòa cũng đẹp nhé, tinh tế nhé. Và đi vào trong này thì nó là nhựa bóng Pirelli, và đây tất cả đây carbon, carbon hết nha các bác nhé. Đấy, nhưng mà chúng ta phải phê là phê cái gì, bước vào trong xe nhìn cái mặt đồng hồ nên mới là phê này. Vâng, cái đồng hồ nó tinh tế, nó cực kỳ đẹp mắt, xe chạy chuẩn 4 vạn 3 km, sai 1 km tặng xe các bác luôn. Các bác có thể thấy cái mặt đồng hồ nó cũng cực kỳ đẹp, nó đẹp mê hồn luôn, độ phân giải cao, sắc nét, thực sự nó đẹp mê hồn. Và chạy con xe này chất châu Âu thì nó sướng rồi. Cái màn hình các bác nhìn này, cái độ dày của màn hình, tất cả mọi cái vững chãi, vâng, rất đẹp luôn. Và dàn âm thanh thì cực kỳ hay, đầy đủ cái tính năng. Đấy, và điều hòa thì cũng là tất cả là auto sướng rồi. Đấy, từ cái cửa gió này các bác này, đấy, điều hòa mát nịp luôn nhá, mát nịp luôn. Đấy, từ cửa gió này phải nói là trau chuốt tỉ mỉ luôn. Đấy, dưới này cũng vậy thôi. Đấy, những cái phím này, phím chuyển này, điều hòa hai vùng ạ. Vâng, hai vùng rồi
Đây là vùng nữa này các bác này. Hai vùng rồi. Nó xuống tới 14 độ. Được chưa? Chưa một cái loại xe nào ở Việt Nam cho phép nhiệt độ xuống 14 độ. Thường là 17, 18 độ là cao nhất, nhưng đây là xuống tới 14 độ C. Kinh khủng khiếp, như thế thì rét run rồi. Vâng, thì đó là sự khác biệt ở chiếc Bozo này. Đây, khóa mở cửa ở đây. Điều hòa auto hai vùng đồng nập. Đây, tất cả các vật liệu là cao cấp. Phải nói là hàng đầu thế giới rồi. Đấy, hàng đầu thế giới các bác nhé. Đấy, từ cái cụ số này, cái này động cơ 1.6 khá là tiết kiệm nhiên liệu nhé. Đấy, chạy còn chất châu Âu thì xe châu Âu thì nó là tuyệt vời rồi. Nhìn các bạn táp lô thôi. Ồ, nó còn mới tinh các bác ạ. Và còn mới tinh. Tất cả này, đẹp chưa? Nhìn cái gương thôi, cái gì cũng chắc chắn và dày dặn. Và tất cả đây là full nét rồi. Tất cả đèn đây là full nét rồi. Đấy. Và cái vô lăng rất nhỏ nhắn xinh xắn, giữa là một con sư tử, cái biểu tượng nổi tiếng đến từ nước Pháp rồi. Đó, các bác thấy không? Tinh tế chưa? Chất chưa? Tất cả là đồ da xịn luôn. Đấy, yêu, yêu quá. Nhìn cái mặt đồng hồ. Phải nói là chị em đi con này, cái này thì không biết, hình như có cam đây. Hai bên này, hai mắt này. Đấy, đây thì phải để tôi khám phá thêm nhé. Đấy, và cái gì nữa? Nó sẽ xuất hiện cái gì ở đây? Cửa sổ trời panorama toàn cảnh luôn. Đấy, một dòng xe cỡ nhỏ mà có cái xe nào trên thị trường Việt Nam mà được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh chưa? Chưa có. Chỉ trên chiếc xe này. Và đây các bác có thể thấy này, nó zin mới tất cả chi tiết. Xe mà đam mê bao test chính hãng toàn quốc con này. Đấy, giá trị từ cái tem cái mác này. Đấy các bác nhá. Riêng bao test toàn bộ cho anh chị. Đấy. Có ga tự động nhá. Ga tự động thì các bác ở đây nhá. Đấy, ga tự động đây nhá. Đấy, đèn auto này, bên kia là gạt mưa này. Đấy, tất cả tinh tế và đẹp chưa? Chạy con này nó quá sướng, quá đẳng cấp. Vậy thì tại sao phải mua i10? Các bác mua một chiếc i10 thì bây giờ cũng phải 500 triệu đồng. Nhưng một chiếc xe 1 tỷ đồng, bây giờ các bác bỏ ra chỉ có 560 triệu thôi. Vâng, 560 triệu thôi. Đấy, nó mang cho chúng ta đến một cái thương hiệu đến từ nước Pháp. Nhưng i10 không thể so chiếc xe này được. Ghế đây, tam lô tam ni đây. Các bác nhìn này, yêu chưa? Đấy, khủng khiếp chưa? Chất liệu cao cấp, đẹp chưa? Này, từng khe kẽ luôn các anh chị ạ. Nó zin đét luôn nhá. Đó, hàng ghế sau này và độ rộng rãi thì miên man rồi. Đấy, tất cả là da xịn cao cấp các bác ạ. Đấy, da xịn cao cấp nhá. Đấy, và túi khí bốn quanh xe. Và độ an toàn của xe châu Âu mà. Đấy, đây này, tất cả là lỉ nguyên bản theo xe. Đây, lỉ nhá. Vào đây. À, có đèn upline. Đó, có đèn upline. Các bác nhìn đèn viền upline trên cửa sổ trời không ạ? Đây ạ, đi buổi tối thì tuyệt vời đấy. Đèn upline này. Đấy, đèn upline nhá. Và phần trần thì nó còn mới tinh, không một vết bẩn nào. Nhìn cái ghế nó dày dặn, ngồi nó êm là phải thôi. Đã chưa? Vâng. Quá sướng các bác ạ. Đây này, tất cả nó nguyên bản nhá. Đấy, nguyên bản nhá, lỉ này, nguyên bản này. Đấy, đèn soi chân, cái nào cũng có đèn soi chân nhá, vị trí nhá. Hai sấy hai cái trước. Điều hòa auto tự động hai vùng đồng nập, ga tự động body control. Ồ, quá đẹp, quá chất. Đúng không ạ? Và la răng thì dù là xe súp cỡ nhỏ nhưng cũng được trang bị la răng tới 17 inch, nhưng nó là phanh nguyên khối, 4 phanh đĩa ABS. Nhìn cực đẹp luôn. Nhưng phải nói là đèn sau mới là đẹp. Đèn sau mới là đẹp. Các bác này, toàn bộ là full nét trước và full nét sau. Full nét trước và full nét sau. Mời các bác xem cái hiệu ứng đèn phanh một chút. Cái này nó ban ngày thôi, nhưng buổi tối thì sao? Thử một chút phanh nhá, xem cái hiệu ứng ánh sáng như nào. Đấy, ôi trời, nó quá đẹp. Đấy, các bác có thể thấy giải đèn phanh trên cao này, gạt mưa phía sau này, 208. Các bác nhá, các bác cứ check track thoải mái đi. Đấy, check track thoải mái đi. Đấy, 1 tỷ mấy chục mới hoàn thiện được con này. Đấy, full nét luôn. Và cái đèn nó như mẹc ép luôn. Đấy, như mẹc ép luôn nhá. Đây ạ. À, tinh tế quá đẹp. Vâng, đẹp luôn ạ. Đó các bác nhá. Đấy, vậy thì tôi sẽ là lại ở dưới này nữa. Lại có đèn lùi này. Và cảm biến bốn quanh xe phía trước phía sau các anh chị nhá. Cảm biến bốn quanh xe. Cảm biến cảnh báo va chạm đây. Từ logo thương hiệu này. Đấy các bác nhìn này. Tinh tế chưa? Quá ok luôn.
Ôi nhìn cái cốp cũng yêu làm sao. Các bác nhìn mẫu xe này thôi nhưng nó rất rộng. Càng đi bên trong càng thấy nó rộng. Cốp này rất rộng. Đây tất cả mọi cái còn như mới tinh nè. Đấy, đều có đèn nhé. Mở ra đều có đèn nhé. Đấy. Và dưới này thì cái gì? Ôi giời ơi, lốp dự phòng gần như là mới tinh. Và đồ đạc đây chưa dùng bao giờ. Nó còn mới khét nẹt các bác ạ. Đó, nó còn mới khét nẹt này. Đó, lốp tiêu chuẩn theo xe các bác nhé. Chứ không phải hạng lốp nhỏ như các hãng xe khác đâu. Đó, đó là sự khác biệt. Đúng không ạ? Đấy, và cái này thì có gập ghế đấy. Có gập ghế. Đúng không ạ? Đấy, phê chưa? Và các bác có thể nhìn một chút đi. Đây, la răng đây. Cũng không một tí vết xước. Đấy các bác nhá. Đây đến xe từ nước Pháp cơ mà. Đây cục phanh này còn mới tinh này. Đấy những con ốc rất to khỏe này. Đấy la răng phanh. Nhìn rất đơn điệu và đẹp. Đây bản tâm ly đây. Tất cả bản tâm ly không có một cái bản nào có một vết xước này. Một chủ lữ đi từ đầu mà đi rất ít. Vâng thực sự rất ít các bác này. Đó đẹp chưa. Và tất cả chi tiết của xe thì phải nói là từ cái gioăng của nó rất chắc chắn, rất to và đẹp. Mới này. Đấy, phê chưa. Ôi, đóng cửa rất chắc. Và nó dày dặn. Ây, bản tâm ly phía trước thì phải nói là nó quá yêu rồi. Vâng, nó quá yêu rồi. Các bác nhé. Tất cả là nhôm nguyên khối này, nhôm phanh nguyên khối này. Đấy, thế này cơ mà. Trên thị trường Việt Nam thì chưa có một cái xe nào được thiết kế kiểu như thế này cả. Đấy. Và nó zin này, thử cái nước sơn này, thử keo chỉ này, không một nỗi nhỏ nhá, một nỗi nhỏ là tặng xe. Và đây các bác có thể thấy là đều sấy ghế nhá, sấy ghế, hai phía trước là sấy ghế. Và đây các bác có thể nhìn đây, cái độ tinh tế và cao cấp của chiếc xe này. Đó, yêu chưa? Đấy, màn hình cam đùi thì đương nhiên rồi. Đấy, tất cả tem mác là. Đây này, logo thương hiệu này. Ở khắp nơi luôn. Đây là nhựa bóng piano này. Đây là da xịn này. Đó. Và đằng trước thì sao? Đèn tích hợp bao rẽ trên gương thì đương nhiên rồi. Đấy, nhìn cái gương yêu đây. La răng này, cổ phanh này, các bác này. Tất cả còn như mới nhá. Và đây, giải đèn LED vì ban ngày. Cái đèn cũng cực kỳ là cao cấp và đẹp. Đúng không chê vào đâu được. Đúng là thương hiệu của Pháp. Và những cái chất liệu cao cấp thì nó như này. Và đèn bi projector tinh cầu thủy tinh rồi. Giải đèn LED định vị ban ngày. Nhìn cái đèn cũng cực kỳ yêu. Đó. Và cảm biến đây. Cảnh báo va chạm đây. Đấy, phía trước phía sau. Kể cả phần đèn gầm đây. Các bác nhìn này. Đấy, đèn thì cực kỳ sáng. Phần đầu xe thì lưới tản nhiệt rất là rộng. Với thạch mạ chrome rất là to. To bản. Đấy, đúng là chất xe của Pháp. Cầm lái thì tuyệt vời rồi. Vâng, tuyệt vời rồi các bác ạ. Đây ạ. Đấy, mũi trúc này chị em đi rất là dễ kiểm soát điểm mù nhé. Đây, các bác nhìn này. Mê luôn. Vâng, tôi cũng mê luôn. Vâng, tôi cũng mê luôn. Đấy. Các anh nào mua tặng các chị con này thì thôi, báo cáo với các bác rằng 2 giờ không dậy quét nhà cho các bác. Giặt rũ quần áo hơi phí. Đây ạ. Đấy. Tuyệt vời chưa? Và chúng ta hãy đóng cửa để chiêm ngưỡng nó một chút. Chiêm ngưỡng nó một chút, sau đó các bác sẽ đi vào cái phần gầm của chiếc xe đi. Đấy, chúng ta hãy chiêm ngưỡng một chút nhé. Toàn cảnh chiếc xe này. Nó đẹp không một tì vết luôn. Đấy. Cái này là Bozo 2008 các bác nhé. Nhập khẩu nguyên trước từ Pháp. Đây ạ. Vâng, sau đó các bác đi một chút khoang động cơ, sau đó chúng ta sẽ đi xuống phần gầm của chiếc xe. Đúng không ạ? Đấy, sau đó chúng ta sẽ xuống phần gầm của chiếc xe. Đấy, tội gì các bác phải mua Morning i10 làm cái gì cả. Đúng không ạ? Đi một chiếc xe này thì đương nhiên nó là đẳng cấp rồi. À, khẳng định là các bác đi thì cũng ít đụng hàng, gần như là không đụng hàng. Đấy, thì đó là những cái điều đặc biệt. Mà nó mang một cái đẳng cấp mà tất cả mọi người tôi khẳng định rằng phải khát khao và thèm muốn. Nhìn mẫu xe nó quá đẹp và đến từ nước Pháp thì nó đẳng cấp rồi. Lại nhập khẩu nguyên trước nữa thì thôi. Vâng, hết bài. Đấy, chị em đi con này thì không sợ đụng hàng nhá. Đấy, mình một mốt, mình một thương hiệu đến từ Paris. Thì nó phải nói là ngưỡng mộ rồi. Chỉ một từ ngưỡng mộ thôi. Đấy.
chị em nào mà thực sự muốn đi cái chất sướng, cái đẳng cấp, cái sự sang trọng, cái sự bền bỉ và chất của châu Âu thì phải nói là đi con này và cũng ít sợ đụng hàng với cùng chị em khác, đúng không ạ? Vậy thì các bác đi một khoang động cơ đi ạ. Vâng, và bây giờ thì các bác hãy bước vào trái tim và linh hồn của chiếc xe đó, quyết định cho sự vận hành. Từ cái chốt khóa thôi, từ con ốc thôi, yêu luôn tất cả vị trí đây, từ cái tem gây mát của nó còn đầy đủ hết các bác nhé. Chất chưa? Mép đèn này, chuẩn zin nhá, chuẩn zin từng chi tiết nhỏ nhất riêng chiếc xe này. Và không bàn về chất đấy, khẳng định mấy các anh chị là độ đẹp và chạy ít thì không Việt Nam có một con nào chạy ít và đẹp như thế này. Các bác chỉ cần nhìn chân ông máy thôi, nó mới khét nẹt như này thì chúng ta biết luôn rồi. Đây các bác nhìn này, khủng khiếp chưa? Và tất cả cái dây này thôi cũng là cực kỳ cao cấp này. Đó là sự khác biệt nhé, đó là sự khác biệt nhé. Đấy, zin tuyệt đối này. Đây cỗ máy này, gọn gàng, rất gọn gàng, khỏe khoắn và chất liệu cao cấp. Đấy, cỗ máy đây các bác nhìn nhỉ, yêu chưa? Đấy, từ khe khe dưới sâu kia. Từ cái tem cái mác còn hết này. Đấy, tất cả vị trí tem mác này các bác này. Đấy, này chất xe nhập nữa thì phải nói là tuyệt vời rồi. Nói một từ là tuyệt vời rồi, không còn một từ nào. Và lần đầu tiên Phúc XO mang đến cho các anh chị một cái mẫu xe mà phải nói dành cho phái nữ thì con này thì không còn gì để mà tả, không còn một lời nào để mà chê cho ai nữa, đúng không ạ? Các bác cứ thử so sánh. Nếu mà một cái mẫu xe Boro này bây giờ nó chỉ hơn chiếc i10 vài chục triệu thôi, vậy thì nó có xứng tầm hay không? Và nó quá xứng tầm. Vâng, nó quá xứng tầm, nó quá đáng mua, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ tôi sẽ làm tiếp cái phần gầm để anh chị chiêm ngưỡng cái chất của chiếc xe này. Xin mời anh chị. Vâng, tôi cũng đang rất là vội, đang đón người sân bay nên tôi tranh thủ quay nhanh phần gầm vì xe Vam Mê làm thì bao giờ cũng đầy đủ các anh chị nhé. Cái xe này thì bao gặp các anh chị là một nỗi nhỏ thì tặng các anh chị xe luôn. Máy móc đây, các bạn này. Đó, em đang rất là vội nhưng mà em cũng cố làm cái clip cho đầy đủ hơn. Xe của Pháp thì thôi thôi. Các bác là nhìn cái xe châu Âu thì bao giờ ở đâu người ta cũng in mã số rồi các thứ đầy đủ và nó zin tất cả là zin. Cảm ơn các bác còn xem xe mà, nhưng tôi vẫn cố quay cho các bác này. Từ cổ phanh, đúng là cổ phanh xe Pháp, từ cái tem này còn hết này. Nó rất to, dày 20 phân. Đấy, đây, hàng Nga này, zin hết tem mác này, không thiếu vị trí gì các bác nhé. Đấy, chuẩn men không thiếu vị trí gì. Đây, cổ phanh bên này, đây các bác nhìn cổ phanh này, rộng 20 phân luôn. Đấy, nó an toàn là phải thôi. Đây, tất cả dầu tin là vật liệu cao cấp rồi. Đấy, cả Nga này, tất cả mọi thứ này, từ con ốc này. Đấy, zin hết các bác này, các bác ngắm nhé. Đó, và đó, đây, cổ phanh đây. Đấy, cổ phanh bên này đây. Đấy, tất cả vị trí là zin tuyệt đối. Đấy, tất cả đây, vật liệu cao cấp không bao giờ han. Đấy, càng rằng là vàng zin tuyệt đối các bác nhé. Đó, zin tuyệt đối. Đây ạ. Đó, và đây thì cái chất keo của nó thì đây, những cái đường keo của nó đi thì đúng là xe châu Âu, xe Pháp đây. Đấy, nó tốt, nó on, không on là phải thôi. Bồ của nó là thép không rỉ, không bao giờ nó rỉ qua thời gian các bác nhé, chứ đừng bỏ Phúc mông mã gì. Nó zin đây, thép không rỉ đây, từ mã số này, tất cả đây, từ cái đường dập của nó sự khác biệt. Đấy, nó mới như này. Đấy, thép không rỉ này. Đấy, nhìn các bác nhìn gầm qua nhé. Đấy, bao bô lê các thứ thẳng căng, không vết chạm, gầm không một vết xước nào. Đấy, các bác nhé, không có vết xước gầm nào. Đấy, đây ạ. Còn những cái này thì nó là những cái đường keo của theo xe thôi. Đấy, các bác nhìn keo theo xe này. Đấy, thì đương nhiên cái xe châu Âu đi thì bao giờ nó cũng tốt thì phải rồi, không on. Đấy, chất liệu thì phải nói là vô đối rồi, thép không rỉ, nhìn rất thích luôn. Đấy, sóng bóng qua thời gian luôn, tôn ra thép đây. Cái này xe nó đi ít như thế cơ mà. Đây, tất cả cái đỡ càng này, bình xăng là nhựa bảo vệ này, chống cháy chống nổ này. Tất cả vị trí này đều có những cái tấm nhựa này, đỡ là còn nguyên bản mà cũng không có vết xước nào. Thì các bác nên nhớ là cái gầm nó như thế nào rồi, gầm như thế nào rồi. Đấy, nhựa đây nhá, mã số này, cái này tôi có phun quản lưng lã đi, hôm nay rất là vội vào bô đây. Các bác có thể đặc trưng cái bô này nó cũng khác biệt này. Đấy, đây nhìn đó. Đấy, cao cơ hội để kiểm chứng cái xe Pháp Boro. Chúng ta biết đây, xe đạp, xe máy Pháp thì nó quá giá trị rồi, nhưng ô tô Pháp nữa thì nó tuyệt vời rồi. Đấy, các bác nhìn bô này. Đấy,
Nói chung là mới như trong hãng, tất cả là zin, zin tuyệt đối này. Đó, zin tuyệt đối. Đây, cũng khoanh sau này. Hệ thống treo này. Đấy. Cái này treo đồng lập. Vâng, treo đồng lập các bác nhé. Đây. Và đây tất cả gì dây điện còn tem mác đồng sắt xi đây. Zin không có sự va chạm nào. Đó. Đây, của lốp này. À, những đường keo đi đây đầu sắt xi cuối cùng đây. Các bác nhìn nhá, chuẩn men nhá. Đó. Vâng, như thế là quá đủ rồi đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn các bác. Vâng, có 560 triệu thôi. Nó quá xứng đáng đồng tiền bạc gạo. Đây các bác phải nhìn phần gầm, các bác mới thấy cái giá trị của chiếc Bozo. Xem phần trên rồi, nhưng khi quay phần gầm thì lại càng thấy cái giá trị của nó đáng xuống tiền nữa. Đấy, tội gì phải Morning E10. Vâng. Đó. Vâng, cảm ơn các bác nhé. Đấy, có gì cứ gọi cho Phúc Video. Đấy, Bozo 2008 2015. Đấy, một chủ từ đầu. Cái này có giá mới là 1 tỷ 5 bánh, tỷ mấy chục. Nhưng bây giờ 560 triệu, xe còn mới tinh trong hãng. Các bác nhá.